Hương Nam TV xin chào với bà con. Những vùng nhiệt đới của khu vực Đông Nam Á từ lâu đã nổi tiếng với sự đa dạng và phong phú về các loại trái cây độc đáo và hấp dẫn. Trong đó có một cây nổi bật với hương vị ngọt ngào và hình dáng quyến rũ, vừa có tầm quan trọng trong ẩm thực mà còn phản ánh sự giao thoa văn hóa và truyền thống canh tác lâu đời của vùng đất này. Thì hôm nay Xuân Đông TV xin giới thiệu với quý bà con một giống cây bồng bon Thái. Cây giống bồng bon Thái có chiều cao từ 50 đến 70 cm. Khi trưởng thành, cây có chiều cao từ 10 đến 15 mét. Cây giống này là cây giống nhiệt đới thuộc họ thân dầu, cùng họ với dâu da xanh, phân bổ nhiều ở khu vực Đông Nam Á, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan. Còn có những tên gọi khác ở miền Bắc thường gọi là dâu da đất, miền Trung thường gọi là lòn bon, hoặc là miền Nam thì gọi là bòn bon. Trái bòn bon có hình dạng tròn hoặc bầu dục, thường có vỏ mỏng và nhẫn, có màu da xanh nhạt chuyển thành màu vàng khi đã chín. Khi chín, trái bòn bon có hương vị thanh nhạt nhưng hơi chua nhẹ, thịt trái mềm và mọng nước. Trái bòn bon có thể ăn tươi, làm nước ép. Nó cũng được sử dụng trong những cái món salad trái cây hoặc là làm mứt. Để trồng loại cây này, bà con cần chú ý là lựa chọn đất tươi xốp, thoát nước tốt, có độ pH từ 5.5 đến 6.5. Nên trồng cây ở môi trường có đầy đủ ánh sáng mặt trời. Trong thời gian đầu cần giữ ẩm cho cây để cây có thể bén rễ. Và sau khi trồng là cần phải tưới nước đầy đủ cho cây, nhưng đừng tưới nhiều quá, tránh tình trạng cây bị ngập úng. Đảm bảo đất không quá khô cũng không quá ướt. Nên sử dụng lớp phủ hữu cơ để giữ ẩm cho đất và giảm hạn chế sự bay hơi nước. Nên cung cấp cho cây những loại phân bón như phân hữu cơ hoặc phân tổng hợp. Nên cân bằng các yếu tố như NPK là nitơ, phospho và kali. Bón 3 đến 4 lần trên một năm, phụ thuộc theo nhu cầu dinh dưỡng của cây. Trong thời gian khi cây ra hoa và kết trái, nên sử dụng phân bón kali để kích thích sự sinh trưởng và phát triển của trái. Bà con đừng quên là phải dọn dẹp cỏ xung quanh cây để tránh tình trạng cây bị cạnh tranh chất dinh dưỡng và nước, cũng như là phòng ngừa nơi cư trú cho sâu bệnh. Bòn bon Thái thường chín đồng đều và sẵn sàng thu hoạch sau 4 đến 6 tháng sau khi cây ra hoa. Hiện tại giá bòn bon Thái trên thị trường dao động từ 50.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Đây là loại trái không chỉ ngon mà còn mang về nhiều lợi ích sức khỏe, song song đó còn giúp bà con nâng cao giá trị kinh tế, làm cho nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với quý bà con. Hiện tại giống cây này đang được bán tại cửa hàng của Xuân Nông. Xin cảm ơn quý bà con đã theo dõi cùng Xuân Nông TV.